Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Góp của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, mọi người thường hay nói rằng phụ nữ thì thường thích những điều phù phiếm như là nước hoa, là son môi, là mỹ phẩm, trang sức hay những điều ngọt ngào lãng mạn. Còn đúng là như vậy, tuy nhiên thì sau chương trình Chuyện Góp ngày hôm nay thì có lẽ là quý vị sẽ phải điền thêm vào danh sách những điều hấp dẫn phụ nữ, đó chính là môn thể thao golf. Và để cùng tìm hiểu xem tại sao golf lại mê hoặc phụ nữ đến vậy, chúng ta sẽ cùng khám phá với hai vị khách mời, đó là hai gương mặt rất xinh đẹp ở đây. Xin giới thiệu chị Thúy Hằng, tổng thư ký Passion Golf Club ạ. Và ngay bên cạnh là chị Nguyễn Lan Phương, trưởng ban tổ chức giải golf Sing Lady. Xin chào chương trình Chuyện Golf. Trước khi chúng ta cùng bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả theo dõi clip sau đây ạ. Trước đây nếu như nam giới vinh dự đón nhận đặc quyền chinh phục thánh địa xanh thì nữ giới phải trải qua những thăng trầm để đến với golf. Và chỉ cần một lần chiêm ngưỡng cú swing uyển chuyển của phái nữ trên sân golf, bạn sẽ hiểu tại sao phái đẹp xuất hiện ngày càng nhiều ở nơi này. Tạm rời xa phòng làm việc, những tài liệu, con số, bỏ bên ngoài những ồn ào, náo nhiệt và cả những căng thẳng thường nhật. Phái đẹp hòa mình vào không gian xanh mướt của những thảm cỏ trên sân golf, không khí trong lành và yên tĩnh. Trước mắt họ chỉ còn là sự thỏa mãn đam mê với gậy và bóng. Mỗi người đến với golf bởi một mục đích khác nhau và họ cũng có những lý do riêng để yêu golf như vậy. Thể thao nào mà nó rèn luyện cho mình được cái tính kiên nhẫn là thứ nhất, thứ hai là nó cũng không quá nặng đối với cái sức lực của mình. Nên là khi mà đến với môn golf này thì thực sự là mình thấy rất là đam mê. Và nếu như mà để có một câu nói đó là thì mình nghĩ là nó là ma túy xanh là có thật. Một môn mà gần gũi với thiên nhiên, luyện tập sức khỏe bền bỉ và dẻo dai thì tôi nghĩ rằng đây là một môn thể thao rất là có văn hóa, tinh thần đồng đội tốt và quan trọng nhất tôi nghĩ rằng tôi mong muốn là chiến thắng bản thân. Một phụ nữ nên là tham gia nhiều vì là thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là thư giãn và thứ ba nữa là rất là vui vẻ. Cái lúc mà mình cảm thấy yêu thích môn thể thao này nhất bởi vì cái không khí ở trên sân golf này cũng như là cái thử thách mà nó đem tới cho mình ấy làm cho mình rất là yêu thích cái bộ môn này. Tôi được có những thời gian vui vẻ giao lưu với các bạn golfer khác trên sân golf. Thứ hai là đây là một cái môi trường kết nối giao lưu bạn bè tuyệt vời. Ở đây tôi đã tìm thấy được những niềm đam mê chung với các golfer khác và tôi đã có thêm nhiều người bạn khác giúp cho cuộc sống của tôi trở nên rất là thú vị. Chơi golf thì tôi thấy rằng là mang lại cho chị em phụ nữ thứ nhất là niềm vui này, là sức khỏe này và là nơi để các chị em có thể giao lưu kết nối với nhau và chia sẻ những niềm vui cũng như là rất nhiều thứ khác trong công việc cũng như trong cuộc sống. Queen Grab là một là những bông hồng trên sân golf, cảnh thiên nhiên cũng như là chị em đã làm cho vẻ đẹp của sân cũng như hòa quyện vào cái vẻ đẹp của chị em. Không chỉ khẳng định bản thân một cách mạnh mẽ mà phái đẹp đã gạt bỏ những rào cản để chinh phục golf. Cho đến hiện tại, hình ảnh phái đẹp với những cú swing uyển chuyển và hoàn hảo đã trở thành một phần không thể thiếu trên sân golf và trong mắt các đấng mày râu. Trải khắp Việt Nam là những quần thể nghỉ dưỡng và giải trí quy mô bậc nhất chỉ có tại Vinpearl. Khơi dậy trọn vẹn mọi giác quan cùng những trải nghiệm nghỉ dưỡng đỉnh cao cho cảm xúc bùng nổ tại Vinpearlland. Đến Safari để hòa mình vào thiên nhiên hoang dã, trải nghiệm những cú swing trên sân golf đẳng cấp quốc tế, không gian hội họp hoàn hảo và những sự kiện đặc sắc. Vinpearl với các quần thể nghỉ dưỡng, giải trí và các khách sạn đẳng cấp đáp ứng mọi nhu cầu. Vinpearl, nơi niềm vui bất tận đón chờ. Sau khi xem xong clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là mỗi người đều có một lý do tại sao mà họ lại thích chơi golf. Vậy còn hai vị khách mời của chúng ta thì sao ạ? Thật ra là cái bộ môn golf này đầu tiên là đến với golf là vì công việc, đối với Phương nó là vì công việc. Thì sau một thời gian là tiếp xúc với công việc thì Phương thấy bộ môn golf này thật sự là rất là lôi cuốn. Nó có một cái gì, có một cái sức hút rất là mãnh liệt. Khi mà mình tiếp xúc rồi mình thấy có sức hút rất là mãnh liệt. Mà càng chơi mình càng thấy là nó khiến cho mình đam mê nhiều hơn. Thì không biết Hằng có cùng cảm xúc như Phương không? Thực ra cái đoạn sau là giống như cái đoạn trước thì khác, xuất phát điểm thì khác nhau. Cũng chia sẻ với quý vị là Thúy Hằng đến với golf đầu tiên là do sự lôi kéo của Thúy Hạnh. Vợ chồng Minh Khang Thúy Hạnh thì chơi golf trước Hằng khoảng 2 năm và sau đó là rủ Hằng rất là nhiều lần rồi. Thì lúc đầu mình cũng chưa có một cái cảm giác gì về bộ môn này lắm. Nhưng mà khi tìm hiểu thì Hằng quyết định đến với bộ môn này đầu tiên vì nó đẹp.
Nó đẹp bởi vì nhiều thứ. Cái đầu tiên nó đẹp từ cái nhìn, tức là từ những người golfer mặc những bộ trang phục đẹp, cho đến khung cảnh đẹp đi ra ngoài sân, các cái thiết kế của sân quá đẹp, cho đến từng động tác, từng cái động tác swing cũng rất là đẹp, và cho đến cái cách giao tiếp, các cái văn hóa ở trên sân golf nó cũng rất là đẹp, và tổng thể đây là một bộ môn đẹp. Mà chị em phụ nữ chúng ta thì rất thích đẹp, đúng không? Các chị có thể chia sẻ về cái kỷ niệm lần đầu tiên khi mà lên sân của các chị, những cú swing đầu tiên. Thật ra là vung gậy không biết bao nhiêu lần rồi, thế nhưng mà cái cảm giác mà lúc đầu tiên lên sân thật sự là không biết Hằng như thế nào, chứ Phương thì run lắm. Chỉ sợ là không biết là mình đánh có trúng bóng không. Mà swing như này, khi mà đầu tiên cầm gậy lên swing thì cứ nghĩ là trong đầu bắt đầu bao nhiêu lý thuyết ở trong đầu. À, mình đứng set up ra làm sao, cầm gậy như thế nào, đưa gậy ra khoảng cách như thế nào cho chính xác, và cái quả bóng này mình đánh thì nó sẽ đi đâu. Huấn luyện viên nói với cả mình rằng là khi mà đánh vào bóng thì việc nhìn bóng là của caddy, chúng ta chỉ nhắm vào bóng thôi và cứ thế là đánh đi. Thế nhưng mà đến lúc mà ra sân thì thật sự ra là có quá nhiều thứ phải nhớ trong đầu, cho nên là nói thật ra lúc đấy là chỉ có run thôi, không có nhớ gì hết. Đấy là cái cảm giác của tất cả những golfer mà lần đầu tiên đi ra sân đều có một cái cảm giác giống nhau như vậy. Mình cứ loay hoay, mình không biết làm cái gì cả. Thật ra là hàng tập mà với các huấn luyện viên khoảng 10 buổi thì mọi người đều động viên bảo đi ra sân đi, phải ra sân thì mới không bị nản. Chứ còn nếu chỉ tập ở trên thảm như này không thì sẽ cảm thấy rất chán. Và khi ra sân rồi thì mới có động lực để cho mình có thể là tìm hiểu, mình tự ngẫm, để mình tự có thể là thay đổi để cho nó tốt hơn. Và giống như Phương cũng vậy, cái lần đầu ra sân là cứ loay hoay, cầm cái gậy cũng không nhớ là phải set up như thế nào, rồi vung gậy ra làm sao, khoảng cách như thế nào, xong rồi nhìn tất cả những người chơi xung quanh nhìn mình mà mình cảm nó cứ run bắn hết cả người lên. Nhưng mà em hỏi thật là trong cái lúc loay hoay đấy, có bao giờ mình cũng vẫn phải suy nghĩ, mình vẫn lo lắng là đứng như nào cho nó đẹp không, dáng nó đẹp, người ta nhìn vào nó thấy chắc chắn rồi. Đầu tiên cái bộ môn này là set up là phải đẹp đã. Đấy, không biết là đi bóng có đúng hay không, chỉ cần biết là set up đẹp, động tác đẹp, chứ còn bóng đi đâu không quan tâm. Tâm lý chung của chị em mình khi lên sân, đúng không ạ? Đặc biệt là chị em mình thì ai cũng phải dưỡng da buổi tối trước khi đi ngủ, cái quy trình skincare rất là cẩn thận. Tuy nhiên thì có thể là sau một vòng golf thôi là tất cả các công sức đấy là đổ sông đổ biển hết. Vậy thì tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì cái golf mang lại cho mình rất là nhiều những cái giá trị về tinh thần cũng như sức khỏe. Thì sau cái một thời gian chơi golf thì hai chị cảm nhận thấy cái điều này rõ nét như thế nào? Với Phương bây giờ thì golf nó vừa là niềm đam mê, nó cũng vừa là công việc. Cho nên là cái điều kiện để mình tiếp xúc với cả golf thì so với cả mọi người thì là mình có điều kiện hơn. Chẳng hạn đối với mọi người thì chẳng hạn như đi làm thì phải tranh thủ cuối tuần hoặc là những ngày nghỉ hoặc thì mới có thể lên sân golf. Nhưng mà mình thì nó là công việc, bất cứ lúc nào cũng có thể lên sân được. Giống Hằng cũng thế. Thực ra là Hằng với Phương ấy thì có một cái điểm chung là vì cùng là dân kinh doanh nên là không bị bó buộc về mặt thời gian, và có thể tự chủ trong cái việc quyết định về thời gian của mình. Vì vậy là cái việc mà mình đi ra sân như thế nào, thời gian như thế nào, mình hoàn toàn có thể chủ động được. Đồng thời là mình cũng có thể chủ động được cái việc là mình cần chăm sóc cơ thể của mình, bao gồm là làn da, bao gồm sức khỏe, bao gồm tất cả những cái gì xung quanh cái việc là để phục vụ cho cái bộ môn này. Chính vì thế em muốn hỏi là sau một thời gian chơi golf như thế thì cái về yếu tố sức khỏe và cái lợi ích về tinh thần nữa thì các chị cảm nhận được từ môn golf này nó như nào, khác gì so với các bộ môn khác? Mình thấy khỏe lắm Hằng ạ. Mọi người bạn mình cứ bảo dạo này càng ngày Phương thấy càng khỏe. Có những thời gian mà đi đánh 6-7 trận một tuần, đánh liên tu tì không nghỉ, không biết là Hằng có đánh được như thế không. Tất nhiên là thì song song với bộ môn này thì Hằng có tập thêm gym nữa, chắc là Phương cũng tập cả yoga đúng không? Đúng rồi. Thì nó cũng bổ trợ. Thì cái điều đầu tiên mình cảm nhận được ý, đấy là nó có một cái sức bền. Nó giúp cho mình một cái sức bền rất là tốt, một cái ý chí, tức là nắng chang chang vỡ đầu mình vẫn có thể vượt qua được, mưa gió chút nước mình vẫn có thể vượt qua được, tức là nó làm cho mình có một cái ý chí phấn đấu và một cái động lực để mình có thể làm được cái điều đấy. Một cái nữa là lúc trước ấy, mọi người nghĩ rằng là ra sân ấy thì chỉ có golfer nam thôi, nữ rất ít. Bản thân đến thời điểm này thì cái số lượng nữ so với số lượng nam cũng vẫn là ít rồi. Vì thế là những chị em phụ nữ mà có đủ sức khỏe, đủ can đảm, đủ ý chí và đủ nghị lực để chơi hết một vòng 18 hồ gôn trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào thì nó cũng là một sự phi thường.
Đấy lợi ích về sức khỏe đúng không ạ? Còn về tinh thần thì chắc là tôi sẽ không cần phải hỏi thêm nữa, tại vì ngồi trước mặt tôi đây là hai người phụ nữ cực kỳ rạng rỡ và cực kỳ là tự tin tỏa sáng. Và chính vì thế mà có người đã từng nói rằng là khi mà chơi golf thì khiến cho phụ nữ cảm thấy hạnh phúc hơn. Các chị thấy có đúng không ạ? Tức là mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Nhưng ví dụ như là mình thì mình rất là thích cái cảm giác là sáng sớm mình đi ra sân, bắt đầu mình đứng vào setup, mình nhắm mắt, mình cảm nhận được hơi thở của mình, mình cảm nhận được tiếng chim hót, tiếng gió xung quanh, tiếng lá xào xạc, mình cảm nhận được một cái không gian nó cực kỳ là tươi mát. Và tự nhiên mình cảm thấy tất cả mọi thứ của mình ý, nó được cập nhật lại. Khi mà mình stress công việc, khi mà mình cảm thấy mệt mỏi thì tự nhiên những cái cảm giác đấy nó giúp cho mình được cập nhật lại và mình cảm thấy là mình yêu đời hơn. Đến với cả Gold thì mình cũng như Hằng đấy, là trước tiên thì Gold nó tạo cho mình sự kiên trì, bền bỉ. Thế ngoài ra thì Gold cũng cho mình là những người bạn. Nói chung là trong công việc cũng như là trong quan hệ cuộc sống hàng ngày. Phương nghĩ là bộ môn này mang lại cho chị em chúng ta rất là nhiều điều bổ ích. Có một cái nữa là muốn chia sẻ là tức là đầu tiên Hằng đến với golf vì cái đẹp tổng thể của nó. Và khi mà Hằng bắt đầu đam mê thì Hằng có tìm hiểu thì Hằng mới thấy một cái điều đẹp nữa của golf, đó chính là cái từ phe. Cái tôn chỉ đầu tiên của bộ môn golf là phe, nó là sự tôn trọng bản thân, tôn trọng bạn chơi của mình, tôn trọng cái trò chơi mà mình đang chơi, và tất cả những cái đấy nó xảy ra là nó phải hết sức công bằng. Chính vì thế mà Hằng hiểu rằng là cái luật golf mới đưa ra ấy là tôn trọng người chơi để cho người chơi người ta sẽ tự quyết định là hình phạt của người ta như thế nào. Thay vì rằng là trước đây là trọng tài sẽ chỉ định hoặc bạn chơi chỉ định, thì bây giờ là người ta tôn trọng cái người golfer, là cho người golfer người ta quyết định. Ví dụ như là bị phạt thì bóng người ta thả vào đâu thì người đó tự quyết định. Để làm gì? Để nêu cao cái tinh thần là anh chị là người chơi thì anh chị phải tự có sự tôn trọng bản thân anh chị, tôn trọng bạn chơi và tôn trọng luật chơi. Nếu mà anh chị làm được cái điều đấy thì cái mà bạn chơi đánh giá với anh chị, như Phương nói là ra sân ý, là tính cách như thế nào là biết ngay ý, là người ta đánh giá mình sẽ là một con người như thế nào. Thì đấy cũng là một trong những cách để giúp cho mình trưởng thành hơn, mình tự tin hơn và mình có thể là có tự chịu trách nhiệm với tất cả những cái gì mà mình đã làm. Mọi người thì cũng vẫn nói trong bộ môn golf này đối thủ không ai khác mà chính là bản thân mình. Thế cho nên là khi mà mình đánh một khi mình đánh khi mình swing một cú swing, mình đánh bóng đi thì cái sự mình phải chịu trách nhiệm đối với cái quả bóng đấy. Nếu như mà chẳng hạn như quả bóng nó rơi vào những cái vị trí khó hay là không, thì cũng đòi hỏi rằng là cái người chơi đấy phải trung thực. Cái yếu tố trung thực nó rất là quan trọng. Người ta nói là cái giá trị sống ấy từ cái bộ môn golf ấy nó mang lại cho mình rất là cao. Lúc trước thì khi mà chơi mà Hằng rủ các bạn trẻ trẻ chơi thì các bạn đều nói là bộ môn này tốn kém lắm, vừa tốn thời gian này, vừa tốn tiền bạc này. Nhưng mà khi các bạn chơi thì các bạn mới hiểu là cái giá trị sống của cái bộ môn này trả lại cho mình ý, nó hơn như thế rất là nhiều. Và nói chung là cuộc sống thì cái gì nó cũng có giá của nó cả, nhưng khi mà mình bỏ một cái này ra để mình lấy được một cái khác nó tốt đẹp hơn thì không được gì mà mình lại từ chối, đúng không? Và có lẽ là có một chút tự hào nhỏ nhỏ thôi, là cả Hằng lẫn Phương đều là cái người truyền cảm hứng cho rất là nhiều các chị em để đến với bộ môn này. Và nhất là cái giới nghệ sĩ như Thúy Hằng chẳng hạn, thì những năm gần đây là không phải năm đâu, có lẽ năm vừa rồi, khoảng nửa năm gần đây thôi, thì các nghệ sĩ bắt đầu triển khai chơi golf rất là nhiều, và đặc biệt là những bạn nữ. Thường là các bạn mà hoa hậu, người mẫu thì các bạn sợ lắm, vì các bạn sợ gian nắng, phải hỏng làn da, hỏng mặt. Các bạn ý lăn tăn và các bạn suy nghĩ nhiều lắm chứ. Thế nhưng mà khi mà mình cảm thấy là khi mình truyền lửa được, mình truyền được cái đam mê, cái niềm yêu thích này cho các bạn ý, và đâu các bạn ý chơi và các bạn ý cũng cảm thấy thích, thì mình thấy rằng là cái giá trị của bộ môn golf thực sự là nó có. Có lẽ là sau chương trình hôm nay thì sẽ có thêm rất rất nhiều những bạn nữ hay chị em phụ nữ khác là sẽ đăng ký để tham gia học để chơi golf vậy ạ. Thực tế thì hiện tại thì chúng ta chị em phụ nữ chơi golf thì cũng đã có rồi. Tuy nhiên để nhìn ở xét một mặt bằng chung thì số lượng golfer nam vẫn nhiều hơn, đúng không ạ? Thì ý kiến của tôi nghĩ rằng là các anh nam đi chơi thì nó có thể là có cái sự thoải mái hơn. Tại vì dù gì chị em phụ nữ chúng ta là sẽ có sự ràng buộc về trách nhiệm về gia đình nữa. Chính vì thế xin được hỏi các chị là các chị sắp xếp thời gian thế nào để vừa dành cho công việc kinh doanh rất bận rộn, dành cho gia đình, con cái, bữa cơm bên gia đình mà vẫn có thời gian để dành cho đam mê của mình, đấy là môn golf. Thực tế bây giờ thì
sống ấy thì mình không nên là hy sinh quá nhiều. Tức là ví dụ như thời ngày xưa, Hằng với Phương bây giờ là ở cái thời gọi là giao thoa giữa thế hệ cũ và thế hệ mới, nên là mình có thể là cân đối để làm sao cái cuộc sống của mình nó có giá trị cho bản thân mình và mình sẽ không bị hy sinh quá nhiều. Tất cả mọi thứ mình không nên ôm đồm, ôm tất cả vào mình, mà mình sẽ cần phải biết phân chia công việc cho từng tầng lớp xã hội và cho từng mỗi người sẽ có một công việc khác nhau. Đấy, thì ví dụ như là hai chúng tớ chẳng hạn là người kinh doanh thì chắc chắn là dân kinh doanh thì rất là bận rộn rồi. Mình không thể là mình sẽ bỏ cái thời gian ở nhà để nấu cơm một ngày ba bữa được. Thì có thể một tuần mình có thể dành ra một vài ngày để mình vào bếp. Nhưng cái thời gian mà hàng ngày một ngày ba bữa như thế thì nó sẽ mất khoảng 6 tiếng đồng hồ. Nhưng 6 tiếng đồng hồ đấy nếu như chúng tôi đi làm, chúng tôi đi kinh doanh, chúng tôi đi chơi, chúng tôi ra được nhiều vấn đề khác thì chắc chắn rằng là mình chia sẻ cái công việc cho người khác, người ta cũng có lợi và mình cũng có lợi. Đó, thì đấy là cái quan điểm của chúng tôi là như thế. Chúng mình cùng quan điểm. Em cũng rất là ủng hộ cái quan điểm đó. Tại vì đôi khi là phụ nữ mình hay ôm đồm nhiều quá, không có dành thời gian cho bản thân. Chính vì thế có thể bây giờ rất nhiều chị em cũng đang muốn đi chơi golf, nhưng mà nghĩ rằng chơi thế mất nguyên cả một ngày, nguyên cả một buổi như thế thì thời gian nào cho gia đình con cái, đôi khi lại chùn lại. Nên là có thể sau cái chia sẻ ngày hôm nay của hai chị thì rất nhiều người sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình. Theo hai chị, cái sự khác biệt giữa nam và nữ khi chơi golf trên sân là gì? Cái điều khác biệt đầu tiên đó chính là cái sự chỉn chu. Tức là nữ ra sân bao giờ cũng phải đẹp, tức là bao giờ cũng thích là phải trang phục đẹp, ăn mặc đẹp. Còn các anh thì mặc cái nào cũng được, miễn thoải mái là được. Đấy là chung thôi. Cũng có rất là nhiều anh cũng rất là chỉn chu, đi ra sân cũng phối đồ, mặc đồ cũng rất là đẹp. Nhưng ở đây mình nói là đa phần là các anh ý thì là thế nào cũng được. Còn chị em thì cầu kỳ hơn, đi ra sân là phải đồ đẹp này, đấy là phải có những cái phụ kiện là phải đẹp. Hàng thì hàng có thêm một cái nữa là thường thì đàn ông cái sự quyết đoán mạnh mẽ hơn phụ nữ. Nên là ở mỗi một cú swing của họ ấy, thì cái sự quyết đoán của họ nó rõ ràng hơn là phụ nữ, nên là họ sẽ kiểm soát game sẽ dễ tốt hơn là nữ. Thật ra thì Phương có một ý kiến trái chiều một chút là trong cái bộ môn golf này thì nam hay nữ thì cũng đều cần phải có sự kiên trì, có sự quyết đoán hay bản lĩnh như nhau. Nó phụ thuộc vào từng cái cú phát bóng, và cái cú phát bóng tiếp theo nó sẽ là ở cái vị trí nào mà cái người chơi người ta có thể quyết định được rằng là tấn công hay là phòng thủ hay là có cái phương pháp nào cho nó phù hợp. Thế cho nên là nam với cả nữ thì cũng bản lĩnh như nhau thôi. Mà Phương tin chắc rằng tất cả những người mà chơi golf, đặc biệt là phụ nữ chơi golf, đều là những người có cá tính và bản lĩnh. Bởi vì nếu không có cá tính và không có bản lĩnh thì không ai giữa trưa 11, 12 giờ đêm, coi như là trời nắng hoặc là trời mưa mà chúng ta vẫn là đi như ở trên sân. Coi như là nhiều người người ta bảo là ngoài trời nắng mà 40 độ ở trên sân golf thì một là chỉ có golfer và hai là chỉ có trò điên thôi. Nhưng mà thực tế thì nó là như thế. Phụ nữ mà không có bản lĩnh và không có cá tính thì không chơi golf được. Và để tiếp tục chương trình thì xin mời hai vị khách mời cùng theo dõi clip sau đây ạ. Trên thế giới khi nhắc tới phái đẹp chơi golf, phải kể tới những cái tên không chỉ tài năng trên sân golf mà còn sở hữu những nét xinh đẹp quyến rũ đến đốn tim người đối diện. Như Paige Pyranas, Michawi, Maria Vechonava. Hãy cùng điểm danh 5 golfer nữ nổi tiếng và quyến rũ nhất hành tinh. Đầu tiên phải kể tới Paige Pyranas, biểu tượng sexy làng golf đương đại. Nữ golf thủ 24 tuổi người Mỹ đang được xem là nữ golf thủ nóng bỏng nhất thế giới. Sở hữu gương mặt xinh đẹp kèm thân hình sexy đến rực lửa, Paige luôn là tâm điểm của các máy quay hay máy ảnh mỗi khi cô xuất hiện trên sân. Không những xinh đẹp, Paige còn rất biết cách thu hút sự theo dõi của người hâm mộ bằng những clip biểu diễn các cú đánh golf cực khó. Michawi, thiên thần lai với nụ cười ngây ngất. Với chiều cao ấn tượng 1m83, thân hình chuẩn mực và đặc biệt là khuôn mặt đẹp tựa như là một thiên thần, Michawi còn là một trong những golf thủ nữ tài năng nhất thế giới và từng nằm trong top 15 thế giới, sở hữu vô số danh hiệu lớn nhỏ. Không theo đuổi phong cách sexy, nhưng Wiz còn có một lượng fan lớn. Chỉ cần nhìn cô cười là đủ. Belence Moore, nữ hoàng sexy là ngôn Tây Ban Nha. Belence Moore gia nhập LPGA Tour, hệ thống thi đấu chuyên nghiệp dành cho các tay golf nữ năm 2011.
Dù chưa giành danh hiệu cá nhân nào, thế nhưng tay gôn nữ người Tây Ban Nha vẫn là một trong những cái tên hot nhất là gôn. Đơn giản, cô sở hữu nhan sắc ưa nhìn và thân hình nóng bỏng, căng tràn sức sống. Moss từng góp công lớn giúp đội tuyển gôn Tây Ban Nha lên ngôi vô địch tại International Crown 2014. Maria Vechnova, đóa hồng gây sốt Olympic Rio 2016. Vechnova chơi chuyên nghiệp từ năm 2006 và hiện thi đấu ở hệ thống Lady European Tour. Cô là đại diện duy nhất của Nga tranh tài tại Olympic Rio 2016. Tại đây, cô đã gây chú ý khi trở thành tay gôn đánh một vòng tốt nhất lịch sử Olympic với 62 gậy. Ngoài gôn, Vechnova còn dành rất nhiều thời gian trong phòng gym để duy trì thân hình chuẩn mực mà ngay đến nhiều siêu mẫu cũng phải ganh tị. Katrina Broskay, nữ golfer thích cờ nhất. Katrina Broskay là một cái tên rất nổi tiếng ở Mỹ với phong cách thời trang đậm chất chơi của mình. Phong cách như một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng cô lại là một vận động viên bộ môn đánh gôn. Người đẹp này còn được ví von là nữ gôn thủ thích cởi đồ nhất thế giới. Ở Việt Nam, thời gian gần đây cũng có nhiều người đẹp chơi gôn, nhất là giới nghệ sĩ hoạt động trong showbiz như Á hậu Huyền My, ca sĩ Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang, cựu người mẫu Thúy Hằng, Thúy Hạnh và MC Thu Hoài. Đây đều là những golfer có thân hình nóng bỏng và là người truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác trong việc tiếp cận với gôn, như golfer, cựu người mẫu Thúy Hằng là một ví dụ. Vâng, sau khi xem xong clip vừa rồi thì chúng ta thấy rằng cái trang phục của chị em phụ nữ trên thế giới cực kỳ là ấn tượng đúng không ạ? Có những golfer là họ thích cái phong cách cởi mở và phóng khoáng, họ không mặc áo có cổ polo như chúng ta đâu mà họ có thể mặc bikini hoặc là những cái trang phục rất là táo bạo. Vậy thì các chị nhận xét như thế nào về những cái trang phục này và cái mong muốn của mình đối với những cái thời trang golf nữ hiện tại? Gôn ý, nó cũng là một cái bộ môn tương đối cởi mở và nó cũng bắt nhịp với lại cả cái xu thế của xã hội. Với cái truyền thống người ta vẫn giữ, nó cũng chia làm hai mảng, một cái thế giới cũ và một cái thế giới mới. Thì cái thế giới cũ là cái thế giới truyền thống, nó vẫn mang cái vẻ lịch lãm, một cái vẻ quý tộc của gôn. Và cái đấy nó không thể thiếu được trong cái bóng dáng của gôn, dù nó có cách tân hoặc là nó có đổi mới đi thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn mang được cái hơi hướng của một cái sự quý phái, của một cái đẳng cấp của bộ môn gôn. Tuy nhiên ý, là sang một cái thế hệ mới thì do cái nhu cầu làm đẹp của rất là nhiều người thì trang phục gôn bây giờ nó thay đổi rất là nhiều. Nó cách tân từ kiểu dáng cho đến chất liệu, cho đến màu sắc, và nó giúp cho cái người chơi ấy, người ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Phương thấy là những cái bộ trang phục gần đây của chị em phụ nữ thay đổi rất là nhiều. Không còn cái phần mà chúng ta phải bắt buộc phải mặc áo có cổ nữa, áo polo có cổ nữa, mà có những cái biến tấu chẳng hạn như áo len thì có thể là cổ tròn, hoặc là áo thì có thể là cổ ba phân, không nhất thiết rằng là phải có cúc. Đấy, họ có thể là bổ cổ, bổ trụ, rồi váy thì họ cũng có rất nhiều cách tân. Gen rồi các chất liệu, tức là các cái chất liệu khác nhau được các nhà thiết kế và được các hãng đưa ra rất là nhiều, và như thế thì cũng sẽ mang lại cho chị em nhiều sự lựa chọn hơn, và dẫu gì thì sự lựa chọn nào mà giúp chúng ta đẹp thì đều có thể được chấp nhận, đúng không? Ở đây ý, thì mình thấy một cái sự gọi là hòa nhập của bộ môn này, nó được cởi mở hơn, tức là nó không còn giữ ở một cái vị trí là môn thể thao quý tộc, mà nó gần gũi hơn với đời sống của tất cả mọi người. Nó giúp cho tất cả những ai mà yêu thích thể thao và yêu thích bộ môn này đến gần với nó hơn, nó không còn một cái khoảng cách quá xa nữa. Đấy là cái mà mình thấy là cái sự thay đổi của bộ môn gôn đến bây giờ. Thời trang đã có những cái sự thay đổi phù hợp với nhu cầu của các nữ golfer. Còn đâu bên cạnh đó thì khi mà lên sân thì những cái cơ sở vật chất, trang thiết bị để dành cho nữ golfer thì nó đã đáp ứng được những cái mong muốn của mình để tăng cái sự tiếp cận của dành cho môn golf chưa ạ? À, cái này hàng rất là nhiều lần gọi là than thở vui thôi. Với cả mọi người bảo là nữ là bị phân biệt đối xử, bởi vì là phòng thay đồ của nam bao giờ cũng rất rộng, rất to và rất đầy đủ, bởi vì là cái số lượng của golfer nam quá đông, còn của nữ thì bao giờ cũng bị nhét vào một góc. Đúng rồi. Phòng mà thì nhất rất là nhỏ. Lúc nào chúng ta đi đánh giải nhỉ, tự giải thì là thôi cái lượng golfer nữ mà ở trong locker là nhiều khi là không đủ để phục vụ cho chị em phụ nữ.
Đấy. Nó có sự phân biệt đối xử. Cho nên là cái đấy là mình cũng sẽ có ý kiến để coi như là các sân góp là họ sẽ có cái cải thiện. Nhưng mà thực ra nó cũng phụ thuộc vào thực tế là vì là cái số lượng golf nam nó quá đông. Trong khi đó là cái số lượng golf nữ thì nó ít hơn. Nhưng mà cả Hằng cả Phương đều hy vọng là trong một thời gian gần tới đây thôi thì là cái số lượng là các chị em đi ra sân sẽ ngày càng đông hơn. Và các bóng hồng ở trên sân thì cũng sẽ giúp cho những nhóm chơi xung quanh mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn, đúng không? Hiện tại thì có rất là nhiều hơn ngày xưa, rất là nhiều thì cũng không đúng, mà nhiều hơn ngày xưa những cái giải góp phong trào dành cho các trẻ phụ nữ chúng ta. Vậy thì các chị thấy là đã những cái sân chơi đấy đã đủ và đã thỏa mãn được cái niềm đam mê góp cũng như tạo được cái sân chơi cho các chị em chưa, hay là vẫn mong muốn có thêm nhiều sân chơi nữa? Phương thì là trưởng ban tổ chức cái giải Swing Lady. Cái giải này Phương tổ chức ra là để cho chị em tạo Phương tổ chức từ 2018, giờ là được 3 kỳ rồi. Với mục đích đầu tiên của Phương là phát triển phong trào góp cho chị em. Thật ra thì ngoài cái phong trào góp để mà tổ chức một giải góp riêng cho nữ thì ngoài của bên hiệp hội không, ngoài của bên hiệp hội góp Việt Nam ra tổ chức thì cũng không có một đơn vị cá nhân nào đứng ra tổ chức. Còn đây là Phương là cá nhân này, Phương đứng ra Phương tổ chức cho chị em để tạo sân chơi. Tại vì thật ra là bộ môn này như Hằng nói nên rất là đẹp. Mà chị em phụ nữ thích đẹp thì không có lý gì mà mình lại không giúp thì chị em tiếp cận được. Cho nên là mình làm cái giải góp này, Phương làm cái giải góp này là mong muốn là bộ môn góp đến với cả chị em nhiều hơn nữa để mọi người có thể là tiếp cận này. Thực ra thì các cái giải gôn tổ chức ấy thì nó có một cái ý nghĩa đầu tiên là giúp cho mọi người giao lưu với nhau. Mọi người đến gần với nhau hơn và cũng để cho các anh chị em là thể hiện được cái bản lĩnh của mình. Tuy nhiên thì Hằng cũng mong muốn là các cái giải gôn khi mà tổ chức ra ấy, thì nó kèm theo ở đấy nó có những cái giá trị về văn hóa xã hội nữa. Thật ra thì cái công việc tổ chức giải cũng như sắp xếp một giải đấu là nó rất là vất vả. Đối với cả một cá nhân như Phương thì rất là vất vả. Thế nhưng mà được sự động viên cũng như ủng hộ khích lệ của mọi người thì mỗi một lần Phương đứng ra tổ chức giải là được mọi người rất là hoan nghênh ủng hộ. Và cũng nhờ những người như Hằng và những cái chị em phụ nữ đấy mà phong trào góp của chị em phụ nữ sẽ được nhân rộng hơn. Và hy vọng rằng là chương trình tới khi mà Phương tổ chức thì sẽ có nhiều chị em tham gia hơn. Và Phương tin chắc chắn bởi vì là bây giờ là lượng golfer nữ tham gia bộ môn golf này rất là nhiều. Đấy cho nên là mình thì khi mà mình đã tạo được một cái uy tín để mình tổ chức giải, cái sự chỉn chu cũng như sự công bằng fair play đối với cả tất cả mọi người thì mọi người sẽ tham gia thôi. Bởi vì ở trong bộ môn golf này thì Hằng biết đấy, cái gì điều gì quan trọng đấy là sự công bằng. Thế anh chơi thì anh đánh có bao nhiêu gậy thì nó cũng có score rồi, anh đánh tốt hay không có score rồi, và kết quả của anh như thế nào, kép như thế nào thì chúng ta đều dựa ở trên đấy để mà đánh giá. Cho nên nếu như mà một sân chơi mà tạo ra cho mọi người mà không công bằng, không thỏa mãn được những cái tiêu chí của bộ môn golf này thì mọi người sẽ không ủng hộ nữa, đúng không? Hiện tại thì chúng ta chưa có quá nhiều giải đấu dành cho các golfer nữ. Tuy nhiên thay vào đó thì chúng ta có những câu lạc bộ với các hoạt động outing cũng rất là thường xuyên, ví dụ như câu lạc bộ của chị Thúy Hằng đây. Thì theo các chị thì những cái câu lạc bộ như vậy sẽ tạo ra cái môi trường cho chị em đam mê, phát triển đam mê golf như thế nào, cũng như là để cho ngày càng có thêm nhiều nữ golfer tham gia vào cái môn thể thao này. Cái điều đầu tiên Hằng thấy là các câu lạc bộ ấy, thì họ có một cái vai trò kết nối rất là tốt. Ở Việt Nam nói chung thì Hằng không đếm được cái số lượng chính xác, nhưng mà ở Hà Nội đợt vừa rồi qua giải gôn các câu lạc bộ Hà Nội thì Hằng thấy là cái số lượng các câu lạc bộ ngày càng lớn lên và rất là mạnh. Thì ở đây cái vai trò câu lạc bộ là sẽ kết nối các thành viên với nhau. Thì riêng với Passion Golf Club ấy, khi đầu mà thực hiện thì tại vì Thúy Hằng cũng là một trong những người gọi là sáng lập viên của câu lạc bộ, thì cái mong muốn của Thúy Hằng cũng như là các thành viên khi sáng lập ra câu lạc bộ này là để kết nối những thành viên mà đam mê cái bộ môn này lại với nhau. Thứ hai nữa là để dành cho những người mới chơi tập chơi, họ chơi xong họ không biết là phải chơi với ai, họ không biết là phải chơi như thế nào, và họ cũng không có một cái văn hóa, họ không tìm hiểu được một cái văn hóa, một cái cách ứng xử trên sân golf ra làm sao. Thì cái chỗ câu lạc bộ bên mình là những cái nơi mà tập hợp tất cả những golfer mới
mọi người sẽ vào chơi và mọi người sẽ cùng nhau hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau để chơi tốt hơn. Mặc dù là cái vai trò các chị em ở trong bộ môn golf nó chưa phải là lớn, đặc biệt là trong các giải đấu, thì thường là trong đội tuyển thì bao giờ là các golfer nam cũng được ưu tiên hơn. Nhưng bù lại thì Hằng lại thấy rằng là trong mỗi lần thi đấu thì cái ý chí của các golfer nữ ấy mạnh mẽ hơn nam rất nhiều. Tức là nữ ấy thì không làm thì thôi, khi mà đã làm ấy thì quyết liệt luôn. Đấy. Không bất kể rằng là bạn chơi của mình có thể đôi khi gọi là trong cái cuộc chơi ấy, nó cũng có những cái gọi là người ta sùng bằng ý chí, người ta đấu nhau, thì những chị em phụ nữ là có sự quyết liệt và mạnh mẽ hơn là nam rất là nhiều và không hề bị ảnh hưởng bởi bạn chơi. Thì Hằng hy vọng rằng là tất cả những golfer nữ khi mà tham gia với bộ môn này ấy, thì đều dần dần hình thành được cho mình cái tính cách đó. Và cái tính cách đó nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều trong kinh doanh, cũng như trong việc là đối nhân xử thế với những người xung quanh nữa. Thật ra thì Phương cũng tham gia vài câu lạc bộ. Mình thì tất nhiên là với tư cách thành viên thôi, chứ cũng không phải là thư ký hay tổng thư ký gì cả. Thế nhưng mà mình thì có một chút ý kiến là để mà cái phong trào nữ phát triển ý, thì cái người mà đứng đầu câu lạc bộ, chủ tịch câu lạc bộ, tổng thư ký, phó chủ tịch ý, phải là cái người mà rất là tâm lý. Phải hiểu tâm lý chị em phụ nữ và phải biết cách là làm sao để khơi gợi lên cái niềm đam mê. Bây giờ ví dụ như muốn gây dựng phong trào, muốn chị em phụ nữ chơi nhiều hơn thì họ sẽ phải có cách như thế nào để mà lôi kéo, để mà mời gọi chị em tham gia vào cái bộ môn này. Chứ còn nhiều câu lạc bộ thì có thể có những câu như câu lạc bộ của Hằng thì rất là đông, chẳng hạn như 30 golfer nữ. Thế nhưng mà có những câu lạc bộ thì chỉ có 1-2 golfer nữ thôi, thì cái người mà đứng cái người chủ tịch câu lạc bộ, cái người ban lãnh đạo, ban điều hành ấy, phải là cái người rất là khôn khéo, phải tâm lý. Chị em phụ nữ mà, thì các anh chịu khó ga lăng một chút đi, đúng không? Tâm lý và ga lăng với cả chị em một chút thì để cái phong trào của golfer nữ nó sẽ đi lên, câu lạc bộ sẽ ngày càng mạnh hơn, các câu lạc bộ sẽ ngày càng mạnh hơn và cái phong trào golf nữ sẽ ngày càng phát triển. Đấy là cái ý kiến của Phương. Các chị em phụ nữ khi mà tham gia hoặc là tổ chức các giải golf thì cũng mong muốn là thể hiện cái vai trò của mình đối với lại trách nhiệm xã hội, đó chính là cái việc mà quyên góp từ thiện để giúp đỡ những cái mảnh đời khó khăn. Thì hai chị có ý kiến như thế nào về cái vấn đề này? Giá trị của golf mang lại thì ngoài cái việc nó là sân chơi, nó cũng là cái sự chia sẻ những hoàn cảnh đối với cả những mảnh đời bất hạnh. Và đấy là cái mà cũng golf mang lại được cho cộng đồng. Và mình cũng mong rằng là tất cả những cái đó đều được nhân rộng hơn nhà hàng nhỉ. Đấy là cái ý nghĩa về cái giá trị nhân văn. Mình muốn nói là cái giá trị nhân văn mà cái golf nó cũng mang lại. Không chỉ riêng một mình câu lạc bộ của Phương đâu, mà rất nhiều các câu lạc bộ khác cũng đều làm những cái việc như thế. Bởi vì thật ra nó là mang sự tích cực mà, tích cực và chia sẻ. Thế Hằng thì cũng đang có một ấp ủ, một cái mong muốn. Thực ra thì mình cũng rất là sợ là nói trước bước hôm qua, nhưng mà đây là cái ấp ủ cũng đã được chia sẻ với cả một số người bạn, một số người anh em đã làm cùng. Và rất là hy vọng là trong một thời gian gần đây thôi sẽ tổ chức được cái chương trình này. Bởi vì gần đây thì cũng rất là nhiều các nghệ sĩ đã tham gia bộ môn này, nên là Thúy Hằng ấp ủ một cái sự kiện là tổ chức một cái giải gôn từ thiện của các nghệ sĩ. Thực ra là bây giờ có rất là nhiều nơi dành các cái khoản ngân sách dành cho trẻ em, dành cho người già, dành cho những người khó khăn, nhưng dành cho những vận động viên thể thao bị chấn thương hoặc là những vận động viên người ta cống hiến cho đất nước nhưng mà gia cảnh khó khăn thì gần như là không có nhiều. Và chúng tôi rất mong muốn rằng chúng tôi muốn bằng một cách nào đó, chúng tôi muốn cảm ơn những vận động viên đã dành rất là nhiều tâm huyết, rất là nhiều công sức để tham gia những cái giải đấu vì màu cờ sắc áo của đất nước. Nhưng mà đến thời điểm này họ còn gặp nhiều khó khăn, thì một cách nào đấy để chúng tôi động viên và khích lệ họ để họ có thể cống hiến được nhiều hơn. Hoặc là những vận động viên mà họ tham gia thi đấu nhưng họ bị chấn thương và không còn khả năng thi đấu thì họ vẫn cảm thấy rằng là những cái gì mà mình đã cống hiến được thì nó có giá trị. Xin cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay với những chia sẻ rất là thú vị và rất hy vọng rằng là số lượng các golfer nữ của chúng ta sẽ ngày một tăng lên. Xin cảm ơn nhà tài trợ trang phục Naresi Luxury Golf đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.